Đó là giao ước Môi-se. Giao ước Môi-se phần giới thiệu thì trải qua 430 năm dân Israel ở trong bị bắt làm nô lệ ở xứ Ai Cập. Và cái giao ước này được thiết lập tại đồng vắng Sinai. Được ban cho bởi hai lý do. Thứ nhất là nước Israel trải qua sự thử thách bởi đã thờ thần tượng của xứ Ai Cập, bội lại lời giao ước với Đức Chúa Trời. Thứ hai là Đức Chúa Trời đem Israel vào đồng vắng để chứng thực rằng họ đã vấp phạm trong đức tin và không vâng phục 4 lần trong 1 tuần. Và sau đó thì Chúa mới ban cho cái giao ước, đó là luật pháp. Giao ước không áp dụng cho hội thánh ngày nay, chúng ta lưu ý chỗ đó. Đây là giao ước hay là điều răn được ban cho dân ở dưới thời trước tế lễ. Theo như ở trong sách Hebrew đoạn 7. Câu 11, 12. Nếu có thể được trọn vẹn bởi chức tế lễ của người Lê Vi, vì luật pháp ban cho dân đang khi còn dưới quyền chức tế lễ, thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác lập theo Melchizedek không theo băng Aaron? Chức tế lễ thay đổi thì luật pháp cũng cần thay đổi. Cho nên ở đây chỉ dành cho dân ở dưới quyền chức tế lễ, có nghĩa là trong cái thời luật pháp được ban cho hay là giao ước này chỉ được ban cho cái thời ở trong thời trước tế lễ thôi, chứ không phải là trong giao ước mới. Cho nên cái 10 điều răn đó vẫn có giá trị về phương diện về đạo đức, về phương diện về lối sống, nhưng mà nó không có giá trị về sự cứu rỗi. Tại vì trong giao ước mới thì sự cứu rỗi đã có rồi. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là chúng ta đã có sự cứu rỗi rồi, được xưng công bình rồi. Trong khi đối với dân Israel thì họ phải làm theo luật pháp thì mới được xưng công bình. Cho nên cái giao ước này không áp dụng cho thánh ngày nay. Anh em nhớ nha, không áp dụng cho thánh ngày nay. Cho nên nếu ai mà dạy dùng điều răn để đưa ra làm tiêu chuẩn cho sự cứu rỗi, tiêu chuẩn cho sự xưng công bình thì anh chị em đừng nhận. Tôi dám nói với chị em nhiều. Tại vì Kinh Thánh có nói. Cho nên nếu như chúng ta bị lầm lẫn đó, thì chúng ta sẽ không có nắm rõ rồi chúng ta mất ân điển hay là mất sự cứu rỗi luôn á. Chúng ta xem Galati đoạn 5. Tôi xin đọc từ câu 2 cho đến câu số 4. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng nếu anh em chịu lễ cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ phải buộc dân vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ mất ân điển rồi. Thấy chưa anh thấy không? Cho nên nếu chúng ta cậy các việc luật pháp để xưng công bình thì mất ân điển. Mà chúng ta được cứu là nhờ gì? Nhờ ân điển bởi đức tin. Qua Đấng Christ chúng ta mới được cứu. Còn bây giờ mất ân điển mà lìa khỏi Đấng Christ thì không được cứu. Cho nên một người lạ lùng đó là gì? Tại sao Phaolô quở trách người Galati? Bởi vì họ nhờ cậy Chúa được xưng công bình, nhờ cái thánh linh để bước đi. Bây giờ họ quay trở lại, họ nhờ xác thịt để làm cho trọn. Cho nên một người mà đã nhận được thánh linh, xin lỗi, nhận được sự công chính, sự cứu chuộc thông qua huyết của Đấng Christ, thì đó là một cái sự cứu chuộc trọn vẹn, chứ không phải do chúng ta làm theo luật pháp chúng ta mới được xưng công bình hay được cứu chuộc. Cho nên bất cứ một sự dạy dỗ nào mà dùng luật pháp để so sánh với sự cứu chuộc đều là sai. Trong sự cứu chuộc đó hoàn toàn không có một cái điều kiện đòi hỏi bởi việc làm. Kinh Thánh nói rõ, ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ở trong Ephesos đoạn 2 câu số 9, nó không phải bởi việc làm. Cho nên chúng ta ở trong giao ước mới là sung sướng nhất. Đó là tiếp nhận Chúa là được xưng công bình ngay. Rồi bắt đầu trái của sự công bình nó mới phát triển ra. Thông qua đời sống chúng ta bước đi cùng thánh linh của Chúa. Và cho nên việc làm theo luật pháp để chúng ta được phước chứ không phải được xưng công bình nữa. Galati đoạn 3 câu 12, vả luật pháp không phải đồng một thứ với đức tin. Không đồng một thứ có nghĩa là hai thứ. Vì trong luật pháp có chép rằng phải làm theo điều răn mà giờ đó mà sống. Cái từ sống đó không phải là sự cứu rỗi,
mà sống để cho sự sống được thịnh hành, được thịnh vượng, được thành công. Cho nên chúng ta cần phải rõ ràng cái chỗ đó. Ai hỏi anh em được cứu chưa? Anh em nói chắc chắn rằng tôi đã được cứu rồi. Anh em ai hỏi mình được xưng công bình chưa? Chắc chắn tôi được xưng công bình rồi. Bởi vì bởi huyết của Đấng Christ. Được cứu vì tôi nhờ đức tin, nhờ bởi đức tin tôi tin Chúa tôi được cứu. Thì tại sao anh thánh khiết không? Thánh bởi vì Đấng Christ xưng tôi là thánh, cho nên tôi là thánh khiết. Thế tại sao thấy việc làm của anh vẫn chưa thánh vậy? Đúng, tôi đang trong cái tiến trình nên thánh theo hành vi. Tôi đang đổi ra mới. Đó, những câu trả lời như vậy rất là đơn giản. Và đừng bao giờ chấp nhận là bởi làm theo luật pháp mà được cứu. Vì chúng ta đang ở trong giao ước mới. Khi học những cái giao ước này thì anh chị em sẽ thấy nó rõ hơn cho chúng ta. Rồi chúng ta xem sự liên hệ giữa giao ước Môi-se và giao ước Abraham. Giao ước Môi-se không thay thế giao ước Abraham. Giao ước của Abraham là giao ước đời đời và không thể hủy bỏ. Còn giao ước của Môi-se là chỉ tạm thời cho đến thời Chúa Giê-xu thôi. Chúng ta xem lại Galati đoạn 3, anh em sẽ thấy rõ chỗ này nha. Anh em dò và tôi đọc từng phần, anh sẽ thấy rõ lắm. Đôi khi không cần giải thích, anh em cũng thấy rõ luôn. Câu 19. À xin lỗi, đọc câu 10 từ... từ câu 17. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể hủy đi, vì là lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách sau 430 năm mới có. Ở đây Phaolô đang nói về lời giao ước với từ giữa so sánh giữa Abraham với lại Môi-se. Câu 18, vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. 19. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ sự phạm phép cho đến chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban cho bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Và người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa Đức Trời hay sao? Chẳng hề như vậy. Vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã được hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Xong, khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Anh thấy rõ không ạ? Luật pháp được đặt thêm bởi vì họ phạm phép. Luật pháp giống như thầy giáo để dẫn đến Đấng Christ. Và khi đã gặp Đấng Christ rồi, Đấng Christ thể hiện được cứu là nhờ ân điển bởi đức tin. Chứ là cho đến khi đức tin được bày ra. Vậy thì khi mà ta gặp Đấng Christ rồi thì không phục dưới thầy giáo ấy nữa. Đó. Phaolô khẳng định là ông thuộc về ân điển, ông không thuộc về luật pháp. Ở trong Roma đoạn 6 câu 14. Cho nên cái giao ước cho Môi-se mặc dầu thời gian rất dài, nhưng mà nó tạm thời cho đến thời của Chúa Giê-xu. Chúng ta xem Luca 16 câu số 16. Luật pháp và các lời tiên tri đến thời gian mà thôi, từ đó tin lành về nước trời đã truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Tức là có một cái sự giới hạn, phải không? Rồi tin lành giăng đoạn 1 câu 17. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Chúa Giê-xu Christ mà đến. À, có rất là rõ cái sự giới hạn. Rồi xem thêm Roma đoạn 10 câu 4. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Những câu kinh thánh này để bảo trợ cho chúng ta
rằng luật pháp hay là giao ước với Môi-se như đến đời Đấng Christ mà thôi. Sau Đấng Christ đó là một đấng trung bảo, giao ước tốt hơn, lời hứa tốt hơn, và chúng ta đang ở trong một cái giao ước tuyệt vời. Giao ước của Abraham dùng để hoàn thành giao ước mới hay là tân ước, tức là sự sanh ra của Chúa Giê-xu. Bởi vì chúng ta nhớ cái gia phả của Chúa Giê-xu được ghi lại ở trong Ma-thi-ơ thì khởi đầu là bắt đầu là Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob và cuối cùng là sanh Đấng Christ, dừng lại ở tại đó. Điều thứ năm đó là giao ước Môi-se được hủy bỏ bởi giao ước mới. Chúng ta lưu ý nha, có từ hủy bỏ. Giao ước Môi-se được hủy bỏ bởi giao ước mới. Bây giờ chúng ta xem Vê-rơ đoạn 8 câu 13. Gọi giao ước đó là mới thì đã xưng giao ước trước là cũ, vả điều chi đã cũ đã già thì gần tiêu mất đi. Rồi chúng ta trở qua đoạn 7, Hê-bơ-rơ đoạn 7 câu 18-19. Như vậy điều răn trước kia vì không quyền lực, không hiệu quả, hay là cái bản cũ nhất đó là không quyền, không ích, nên đã bị bỏ rồi. Đó. Bởi chưng luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Và câu 20 tới nói rằng vả sự thay đổi này, nó không phải bởi không có lời hứa hay là lời thề đó mà được lập ra, nhưng thầy tế lễ khác không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Đức Chúa Trời đã lập nên bằng lời thề bởi đấng đã phán cùng Ngài rằng: Chúa thầy rồi và không hối lời thề ấy đâu, con làm thầy thế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Cho nên tôi và anh chị em không thuộc về giao ước cũ. Tôi và anh chị em là thuộc giao ước mới. Tôi và anh chị em không phục dưới luật pháp, tức là không ở với sự cai trị của luật pháp, vì trong luật pháp có sự đũa xả, trong khi Đấng Christ ránh sự đũa xả thay chúng ta. Cho nên khi anh chị em chấp nhận luật, cái sự cai trị của luật pháp cựu ước, thì anh chị em không có sức để làm trọn đâu. Chỉ có trong giao ước mới mới là sự hoàn hảo. Và khi chúng ta chấp nhận cái sự hoàn hảo của giao ước mới, thì những cái gì của giao ước cũ nó là cái chuyện rất dễ dàng để chúng ta chiến thắng, để chúng ta có thể làm theo mà không có nặng nề gì cả. Đa phần chúng ta không dám nói điều này. Đa phần các mục sư không dám giảng về vấn đề này. Họ cứ giảng phân hai. Họ sợ rằng nếu giảng ân điển thì dân sự sẽ phóng túng, còn phải giảng luật pháp thì dân sự mới sợ. Nhưng mà không, chúng ta chưa thấy cái quy quyền của ân điển đâu, sức mạnh của ân điển đâu. Khi Phao-lô xin Chúa cất giảm sóc khỏi ông 3 lần, Chúa nói ân điển ta đủ cho con rồi, sức mạnh ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Phao-lô đang nói về ân điển và sức mạnh. Như vậy trong ân điển có sức mạnh. Sức mạnh để làm gì? Sức mạnh để chiến thắng tội lỗi. Luật pháp không bao giờ chiến thắng tội lỗi được, chỉ có ân điển mới chiến thắng tội lỗi. Chúng ta xem ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 1. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Cho nên bởi ân điển chúng ta mới mạnh mẽ được. Rồi sách Tích chương 2 câu 11-12. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân điển ấy dạy chúng ta chưa bỏ sự không tin kính và dục vọng phàm tục, sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Như vậy người nào càng tấn tới trong ân điển thì người đó sẽ có một lối sống tin kính. Người nào càng hiểu về ân điển của Đức Chúa Trời, yêu Chúa, thì người đó sẽ tấn tới trong cái đời sống tin kính rất tốt. Còn người sống theo luật pháp, họ vẫn sống lối sống tin kính, nhưng mà lấy sự công bình riêng, tức là xưng công bình riêng, phủ nhận cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy thì theo anh chị em, công bình mà làm theo luật pháp với công bình của Đấng Christ, công bình nào là tuyệt đối? Công bình của Đấng Christ là tuyệt đối. Vậy thì tại sao mà chúng ta đã có công bình của Đấng Christ tuyệt đối, hãy không chịu tấn tới trong ân điển luôn, mà chúng ta quay trở lại chúng ta làm theo luật pháp, để cho rằng mình
mình được cưng có công bình. Anh em thấy chưa? Cho nên Phao-lô phủ nhận hoàn toàn về ông không thuộc về luật pháp. Chúng ta xem ở trong Côrintô nhất đoạn 9. Từ câu 19 chúng ta xem này nha. Vả tôi đối với ai cũng vẫn cũng là được sự tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp. Rõ ràng. Tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Mục đích ông làm theo luật pháp là để được những người dưới quyền luật pháp cho Đấng Christ, chứ không phải ông bị ở dưới quyền luật pháp. Câu 21, với những người không luật pháp, dẫu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp. Nhiều người nói rằng là nếu mà không có luật pháp của Môi-se thì mình là người vô luật pháp, nhưng mà Phao-lô nói không, nói khác. Ông nói rằng là không phải là ông không có luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp để được những người không luật pháp. Như vậy Phao-lô ông nói là ông ở dưới luật của Đấng Christ. Luật Đấng Christ là luật yêu thương, luật Đấng Christ là luật của thánh linh sống, là luật tự do. Vậy thì khi chúng ta không ở dưới luật pháp của Môi-se không có nghĩa là chúng ta không có luật pháp. Vì chúng ta ở trong luật của Đấng Christ. Mà luật Đấng Christ là luật hoàn hảo nhất. Đó là luật yêu thương. Sự yêu thương không làm hại kẻ lân cận mình. Yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Roma đoạn 13 câu số 10. Đây. Bao nhiêu đã đủ cho chúng ta rồi phải không? Cho nên chúng ta dù treo cái điều răn đó, nhưng điều răn đó không có quy quyền trên chúng ta. Bởi vì chúng ta đã hoàn thành cái điều răn đó rồi. Thông qua huyết Đấng Christ thì chúng ta được trọn vẹn ở trong sự đòi hỏi công chính của luật pháp. Và Kinh Thánh nói gì? Điều răn nó vẫn có ích cho một người dùng ra cách chính đáng, và nó có ảnh hưởng trên thành phần nào. Chúng ta cùng mở ra Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 9. Timôthê nhất đoạn 1 từ câu 8 câu 9 luôn. Vả chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ nào dùng ra cách chính đáng, mà biết rõ rằng luật pháp không phải lập ra cho người công bình. Vậy chúng ta là người công bình rồi thì có ảnh hưởng cái luật pháp không? Luật pháp ảnh hưởng chúng ta được không? Tại vì mình là người công bình tuyệt đối rồi, công bình của Đấng Christ rồi. Bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thượng, những kẻ giết cha mẹ, giết người, những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, bắt cóc buôn người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. À, cho nên luật pháp vẫn có giá trị trên những thành phần đó. Nhưng luật pháp sẽ không có giá trị trên thành phần của những người đã được xưng công bình bởi Đấng Christ. Vậy anh chị em tập chú vào sự công bình của Đấng Christ, nắm chắc sự công bình của Đấng Christ ban cho và tấn tới trong ân điển của Chúa, thì luật pháp không có quyền gì trên chúng ta cả. Bản chỉ đường nó có đó, đèn xanh đèn đỏ có đó, công an đứng đầy đó, nhưng chúng ta đúng đi đúng luật, chúng ta có tất cả mọi cái quyền thì chúng ta vẫn đi được, phải không? Nhưng mà nếu tôi là xe chuyên dụng thì đèn đỏ tôi vẫn chạy được đó. Tại vì nếu tôi là những quan chức cao cấp thì sao? Đèn đỏ tôi qua được đó. Anh chị em nhớ Aaron và Miriam đều nói nghịch Môi-se, nhưng có một người bị phun thôi. Có những điều Chúa cho cái những quy chế đặc biệt cho những người của Chúa. Bây giờ chúng ta giờ giả sử như bên bộ bên giao thông giờ có xe chuyên ngành đi và giao thông phải đứng ra để dẹt đường để cho chuyên ngành nó đi. Và chúng ta có thể thổi lại đó, tại sao ông chạy vượt đèn đỏ không? Được không? Căn cứ theo luật thì vẫn được. Nhưng mà căn cứ theo cái quyền ưu tiên thì sao? Này là được miễn trừ. Và thậm chí được miễn trừ mà còn gì nữa? Còn được dọn đường cho đi nữa kìa. Yeah. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sống buông thả đâu. Phải đâu. Người có
sự cứu chuộc của Chúa, có sự công bình của Chúa, thì trái công bình nó sẽ ra ngay. Chúng ta lại yêu mến Chúa và chúng ta sống còn kính sợ Chúa, còn hơn cả như là chúng ta bởi luật pháp nữa. Rồi bây giờ chúng ta qua lời giao ước. Được phân ra làm ba loại, bao gồm luật đạo đức, luật dân sự và luật lễ nghi. Luật đạo đức, luật dân sự và luật lễ nghi. Thì điều này á, chúng ta còn nhớ là Kinh Thánh ghi lại là điều răn chép thành điều lệ. Cái điều răn á, thì nó có 10 điều răn thôi. Nhưng mà bắt đầu sau khi 10 điều răn được ban cho rồi thì nó có những cái lệ luật đi theo điều răn đó. Và theo các nhà thống kê thì có khoảng 613 cái điều luật đi theo 10 điều răn. Trong đó nó có luật đạo đức, luật cho dân sự và luật về lễ nghi. Cái đó thì mình không có thời gian để mình đọc ha. Anh chị em có thấy có ghi những câu phần kinh thánh ở đây. Chẳng hạn Suất từ 20 đến 40, Lê Vi Ký đoạn 1 đến 27, Dân Số Ký từ đoạn 1 đến đoạn 10, đoạn 15, 18, 19, 28 đến 36, Phục Truyền đoạn 1 đến 34. Đó, đọc hết cái đó là ra 316 luật, 613 luật. Rồi, thứ hai là về lời hứa. Có lời phước hạnh và sự rủa xả. Điều này chúng ta sẽ đọc rất rõ ở trong đoạn 10, đoạn Phục Truyền đoạn 28 là rõ nhất. Nó có phước hạnh và sự rủa xả. Về phước hạnh thì vẫn giống như giao ước với Abraham, để tin và vâng lời. Rủa xả thì có sự trừng phạt, là hậu quả của sự không tin và không vâng phục. Và trái lại, ngược lại. Điều kiện để nhận lời hứa của giao ước: một là vâng phục bởi công việc, tức là hành động. Thứ hai, dân Israel có thể nhận được sự công chính bằng cách làm theo luật pháp. Thứ ba, giao ước khác nhận sự công chính bởi đức tin trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Theo như Galati đoạn 3 câu 11 và Roma đoạn 4 câu 1 câu 5. Trong Galati đoạn 3 câu 11. Và chẳng hề có ai cậy luật pháp được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và là Rô 3 đoạn 1, đoạn 4, câu 1 đến câu 5. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham tổ phụ chúng ta theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Thì Kinh Thánh có dạy chi Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ nào chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho người. Tiếp theo thì chúng ta xem Suất đoạn 19, từ câu 7 đến câu 9. Đây là điều kiện để nhận giao ước. Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va dặn mình nói lại. Cả dân sự đồng tin đáp lại: chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lại lời dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Ngài phán rằng: này, ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi, đặng khi nào ta phán cùng ngươi thì dân sự nghe và tin cậy ngươi. Luôn luôn đoạn Môi-se đem lời dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái điều kiện đó chính là sự vâng phục hay là sự vâng lời. Rồi Roma đoạn 10 câu 1 đến câu 3.
Trong Roma đoạn 10 câu 1 đến câu 3 thì: Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục công bình của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy là ở đây họ vâng phục, họ làm theo lời Chúa thì họ mới được xưng công bình của Đức Chúa Trời. Trong khi chúng ta thấy giao ước mới là chúng ta được xưng công bình trước khi chúng ta làm theo luật pháp, bởi đức tin mà được xưng công bình rồi. Rồi điều kiện để họ nhận được lời giao ước nữa đó là họ phải thực hiện 10 điều răn. Trong 10 điều răn thì chúng ta thấy chia làm 2 điều. Một là giữa con người với Đức Chúa Trời, hai là giữa con người với nhau. Giữa con người với trời thì có 4 điều. Trước mặt ta ngươi chớ các thần khác, rồi ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, chớ quỳ lại trước hình tượng đó, cũng đừng hầu việc chúng nó. Rồi điều thứ ba là chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Điều thứ tư là hãy nhớ ngày yên nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đó là 4 điều giữa con người với Đức Chúa Trời. Không làm hình tượng, không thờ hình tượng, không lấy danh Chúa làm chơi, nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Còn 6 điều là giữa con người với nhau: hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ nói dối và chớ làm chớ tham kẻ lân cận, tham vợ của kẻ, tham vợ nhà của nhà người. Như vậy thì chúng ta thấy là 10 điều răn này nó không bộc lộ hết tất cả, cho nên nó có những cái điều lệ đi theo để cho nó hoàn tất. Nhưng trong giao ước mới thì chúng ta được xưng công bình vượt trên tất cả. Kẻ đang là một người có tội nhưng xưng kẻ có tội là công bình, thì đó mới là bởi đức, gọi là tin. Trong Roma đoạn 5 câu số 16, Roma đoạn 5 câu 16: Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Lạ quá ha, không hiểu nổi luôn á. Phán xét thì một tội thôi là đã bị phán xét rồi, nhưng mà xưng công bình thì sau nhiều tội rồi mới xưng công bình. Đó là cách của Đức Chúa Trời, cần gì thì mai mốt hỏi Chúa thôi. Chúa nói ta xưng người đó là công bình, đó là quyền của ta. Giống như ông chủ tịch nước đó, ông ký lệnh đơn xá, ông thích đó đó, ta kinh ký lệnh đơn xá chẳng đó đó. Những người khác nói tại sao ông đó có công trạng gì trên mà tại sao ông ký ân xá, ta thích ân xá thì sao? Nhưng ta thích ân xá đó thì sao? Thì tất cả các ekip cũng phải nghe theo thôi, phải không? Ông có quyền mà, kể cả người đang bị hành hình chuẩn bị bắn mà có lệnh quả tốc đến dừng lại ân xá. Bây giờ cái ông bắn ông nói giờ tại sao ân xá, phải giải thích cho tôi biết ân xá tại sao không? Không, chỉ cần cái lệnh của chủ tịch nước gửi đến là ân xá, là ân xá thôi. Đừng thắc mắc nữa. Bởi vậy chúng ta thấy cái tên cướp tập tự giá tại sao được cứu? Nó chỉ nhận nó là một tội nhân, xin ngài vào nước ngài nhớ đến tôi. Chú nói ok no. Thằng kia sao nói sao? Sao kỳ vậy? Tại sao tôi cũng ăn cướp, thằng kia cũng ăn cướp, tại sao thằng kia được vô tôi không vô? Tại vì người này nhận biết mình là một tội nhân, cần được xin được ân xá, phải không? Xin thương xót của Chúa và ông được cứu. Người giàu và Lazaro cũng vậy thôi. Người giàu thì ở nơi quả ngục, ở nơi âm phủ, còn Lazaro thì được ở trong lòng Abraham. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ chúng ta đang ở trong giao ước mới. Rồi cái điều kiện đó là vâng phục và yêu thương. Chúng ta thấy trong luật pháp vẫn có yêu thương, yêu thương kẻ lân cận. Lời thề, không có thấy lời thề ở đây. Huyết của giao ước, huyết của giao ước bao gồm là các của lễ, rồi người trung bảo là thầy tế lễ hay là người dòng dõi Lê Vi, còn nơi tôn nghiêm đó là liều tạm. Chúng ta thấy trong giao ước của Mô-xe này là chúng ta thấy của lễ, quá trình của lễ luôn. Chúng ta đọc chúng ta thấy bao nhiêu của lễ thiêu, của lễ thù ân,
của tội chuộc tội đủ kiểu hết, các của lễ. Và tất cả những của lễ đó đều ý nghĩa hình bóng trong giao ước mới. Có một cái quyển cây gậy người trang bày, hình như quyển 2 thì phải. Rồi là nói giải thích cho chúng ta về các của lễ, rồi các ngày lễ, lễ trăng mới, lễ liều tạm, lễ mùa gặt, vân vân, thì mỗi một cái của lễ đều là ý nghĩa ở trong giao ước mới hết. Ấn chứng của giao ước đó là Sa-bát mỗi tuần. Sa-bát mỗi tuần tức là 6 ngày làm việc trong 6 ngày, còn ngày thứ 7 thì là ngày nghỉ. Ngày Sa-bát của Israel đó là ngày thứ 7 của Israel. Tức là từ 6 giờ chiều ngày thứ 6 cho đến 6 giờ chiều ngày thứ 7 đó là Sa-bát. Chúng ta thấy có Sa-bát trong Cựu Ước và Sa-bát trong Tân Ước. Sa-bát trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu chính là chủ của ngày Sa-bát. Trong Tân Ước thì không có bắt buộc về Sa-bát. Khi Chúa Giê-xu ngày làm việc trong ngày Sa-bát thì người Pha-si lên án. Chúa Giê-xu nói rằng con người là chủ của ngày Sa-bát. Và đặc biệt là trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 16-17. Cô-lô-se đoạn 2 câu 16-17. Vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Ấy đều chỉ là bóng của những việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Thánh Christ. Cho nên những cái ngày Sa-bát, trăng mới, hoặc là ngày lễ gì đó, hoặc là của ăn uống đó, của sạch, của không sạch, thì đó là điều bóng của những việc sẽ tới. Hình là ở trong Đấng Christ. Cho nên Đấng Christ chính là Sa-bát trọn đời chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu nói là đến cùng ta được yên nghỉ. Còn dân Israel phải vào yên nghỉ bằng sự là nghỉ ngày Sa-bát. Còn chúng ta là tin Chúa Giê-xu, đến với Chúa Giê-xu là được yên nghỉ. Cho nên chúng ta không bị trói buộc bởi luật của ngày Sa-bát. Tóm tắt thì giao ước này được hoàn thành trọn vẹn trong Chúa Giê-xu. Cho nên khi mà chúng ta tin Chúa Giê-xu là chúng ta đã hoàn thành trọn vẹn trong giao ước cũ. Nhận Chúa Giê-xu là nhận sự trọn vẹn của sự đòi hỏi của giao ước cũ. Và chính Chúa Giê-xu đấng duy nhất giữ đúng luật pháp và tất cả gì luật pháp đòi hỏi, chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17. Các ngươi đừng tưởng ta đến đằng phá luật pháp hay là tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Nên chính Chúa Giê-xu là sự trọn vẹn của luật pháp. Vậy thì tin Chúa Giê-xu là hoàn hảo của luật pháp. Sướng quá sướng ha. Biết bao nhiêu cái gánh nặng, biết bao nhiêu cái ách mà Phi-e-rơ nói. Tổ phụ chúng ta còn mang không nổi, chúng ta cũng mang không nổi. Và bởi đức tin và Thánh Linh của Chúa mà làm cho lòng của họ tinh sạch. Cho nên anh em đừng nhìn bề ngoài, tất cả mọi người tin Chúa Giê-xu đều là sạch hết, thánh khiết trọn đời hết, tuyệt đối. Con người bề trong của chúng ta hoàn toàn được đáp ứng tất cả mọi điều kiện đòi hỏi của luật pháp qua Đấng Christ. Cho nên làm gì phải sợ nữa, lo lắng cái vấn đề này, phải không? Hồi trước tôi không nắm rõ vấn đề này. Tôi dạy cho anh em, tôi dạy về luật pháp rồi ân điển rồi. Nó nói rằng là ân điển là tin Chúa để được cứu, nhưng mà luật pháp là hoàn thành ân điển. Nó đó dạy sai chật mà không biết luôn. Lúc đó, tại vì tôi học sao tôi dạy vậy. Cho đến khi mình dừng lại, mình bắt đầu nghiên cứu lại Kinh Thánh, và cho đến khi những cái tài liệu học của Victory này, thì chúng tôi mới thấy được những lẽ thật của Chúa. Và chúng ta bước đi trong sự tự do. Đầy dẫy sự vui mừng khi đến thờ của Đức Chúa Trời. Không còn tập chú vào tội lỗi của mình nữa, mà tập chú vào đấng công bình. Thay vì tôn cao con người, thông tin những giá trị của con người, thì tôn cao đấng cứu chuộc của mỗi con người. Cảm ơn Chúa.
Đây, chúng ta kết thúc cái phần giao ước của Môi-se. Chúng ta giải lao 5 phút, chúng ta sẽ bước qua giao ước với Palestine. Con chỉnh đây. Năm phút thôi, giảng xả đi. Đã giảng xả xíu rồi mình sẽ vào giao ước Palestine.